Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Trên màn hình trước mắt mọi người ngày hôm nay là chúng ta sẽ có những chiếc đầu giải mã có thể nói là bán chạy nhất tại Bảo Tín, hay là những chiếc đầu giải mã gọi là tốt nhất của Suka Audio được nhiều người tin dùng nhất. Chúng ta sẽ có những phiên bản rất là đa năng, thông dụng, nhiều tính năng, cùng với đó là những phiên bản cực kỳ tiện lợi để sử dụng cho từng nhu cầu khác nhau, đặc biệt là đáp ứng đúng với cái tính chất là ngon bổ rẻ của Suka cho những người mới tập chơi DAC mà chúng ta đang có nhu cầu thay thế những bộ chuyển đổi quang đấy, để cho cái chất lượng âm thanh tốt hơn và cái độ bền tốt hơn về thiết bị. Thì hôm nay em có về và tiện thì cũng show cho mọi người qua đó là báo giá ba loại đầu giải mã này tại Bảo Tín Audio, và tùy từng loại thì sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau như thế nào. Và đây là dòng ba dòng đáp của Suka Audio mà có cái lượt mua nhiều nhất tại Bảo Tín, đó chính là chiếc đầu giải mã DAC Suka V1 Pro, chiếc đầu giải mã DAC Suka Q5 Pro và chiếc đầu giải mã DAC Suka T1 Pro. Vậy thì ba dòng này có gì khác nhau và sẽ sử dụng với nhu cầu như thế nào thì em cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái mẫu mà em đã về. Đấy, em sẽ đưa camera lại gần để cho mọi người xem. Và đi kèm đó thì lát nữa em sẽ báo giá cũng như là chia sẻ với mọi người những cái quà tặng đi kèm hôm mai tại Bảo Tín để cho mọi người có những cái trải nghiệm tốt hơn về sản phẩm chẳng hạn. Thì chúng ta có trước mắt là phiên bản DAC Suka V1 Pro. Và đây là một dòng DAC mới ra trong năm nay thôi, tuy nhiên thì nó đã được người chơi audio mới chơi, đặc biệt là những cái khách hàng đem lại những cái trải nghiệm rất là tốt. Chúng ta sẽ có là một con DAC chỉ có cổng input, cổng vào là cổng quang học và cổng Bluetooth. Tức là chúng ta sẽ chỉ có thể chơi từ các cái nguồn phát Bluetooth không dây, hoặc là cổng quang TV hay là đầu bốc, mà không kết nối được máy máy tính nhé mọi người. Tuy nhiên thì thay vì sử dụng một con DAC có nhiều cổng thì chúng ta sẽ có một con DAC tích hợp lại với ít cổng thông dụng hơn, nhưng mà nó đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Đặc biệt là con này có Bluetooth 5.1, hỗ trợ công nghệ LDAC của Sony. Chính vì vậy chúng ta có thể là xem red cái tần số lấy mẫu lên để nghe nịnh tai hơn, hay hơn rất nhiều so với các cái dòng DAC Bluetooth thông thường. Và cái thứ hai là nó có cổng quang optical input, chip giải mã tổng của nó là chip ESS9018K2M, một con chip rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Con này thì được trang bị tụ mạch rất là xịn, tụ WiMA của Đức. Và đây là phiên bản version 2, phiên bản mới nhất được cập nhật tại Bảo Tín nhé mọi người. Đấy, phiên bản mới nhất. Đường ra thì chúng ta sẽ có một đường optical out. Đường này chúng ta có thể sử dụng kết nối trực tiếp sang các cái thiết bị như là loa sao 3 hay là xuống nâng tiếng hoặc vang, nếu chúng ta có nhu cầu sử dụng những cái cổng này thì chúng ta sẽ sử dụng rất là tiện lợi. Ngoài ra thì có một cổng AV thông thường để tận dụng cái tính năng giải mã của nó. Và sản phẩm này thì tại Bảo Tín Audio đang bán với giá là 1.590.000 đồng, và em có tặng kèm một adapter nguồn đi kèm. Theo máy thì có dây quang rồi và miễn phí vận chuyển cho mọi người. Ngoài ra thì mọi người sẽ được tặng kèm nhạc chất lượng cao miễn phí nhé mọi người. Nếu chúng ta sử dụng với một bộ dàn nhu cầu cơ bản là tầm trung, không quá cầu kỳ mà chỉ muốn thay thế những cái bộ chuyển đổi quang để cho âm thanh có chất lượng tốt hơn, âm thanh cải thiện hơn và về lâu về dài sẽ có cái độ bền hơn, thì mọi người có thể là sử dụng những cái DAC như V1 Pro như thế này. Đặc biệt dòng này thì Bluetooth của nó rất là hay. Bluetooth của nó thậm chí có thể hay như những chiếc DAC giá khoảng 3-4 triệu là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên thì giá thành của nó lại rất là rẻ như vậy. Với việc là Bluetooth hay như vậy và cái cổng quang của nó thì cũng ở mức ổn định trong cái tầm giá, thì chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng. Nếu như chúng ta sử dụng nhiều thiên về điện thoại thì mọi người có thể là cân đối sử dụng chiếc DAC Suka V1 này nhé mọi người. Và một mẫu DAC có thể nói là đặc trưng của Bảo Tín, một mẫu DAC được mọi người tin dùng nhiều nhất trong phân khúc tầm trung, bởi vì nó có thể sử dụng được cho cả bộ dàn nghe nhạc lẫn bộ dàn karaoke, sử dụng cho bất kỳ một cái nguồn phát nào. Với cái tầm kinh tế dưới 2 triệu đồng thì chúng ta sẽ có ngay là Suka Q5 Pro. Đây là một dòng DAC ra đời cách đây 2 năm rồi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là nó là phiên bản thay thế của Suka Q5, nhưng mà Suka Q5 Pro này thì có Bluetooth 5.0, có cổng PC USB, cổng quang optical và cổng đồng trục coaxial. Ngoài ra có hai đường ra là ra AV và ra headphone ở trên này. Con này thì nó sẽ là một cái phiên bản ra đời và làm cho cái DAC quốc dân X6 MK2 không còn bán chạy trên thị trường Việt Nam nữa. Thì chúng ta thấy là chất lượng của nó rất là tốt. Ngoài ra thì cái tính năng của nó sử dụng cũng rất là dễ.
rất dễ sử dụng và độ bền về linh kiện của nó cũng cực kỳ là tốt. Đấy. Nên là cái giá thành, nhu cầu sử dụng được đa dạng hơn, vừa chơi được cổng quang, vừa chơi Bluetooth, lại vừa có thể chơi được máy tính hoặc là cắm điện thoại OTG, vừa kết hợp được với bộ dàn karaoke vì cái giải bass rất là đầm, rất là sâu. Có rất là nhiều hiệu năng cho chiếc này. Chúng ta có thể sử dụng đa nguồn nhạc, đa nguồn phát. Và chiếc này thì tại Bảo Tín đang có giá là 1.900.000 đồng. Có giá là 1.900.000 đồng. Và Bảo Tín có tặng kèm cho mọi người một dây quang ly tông của Mỹ. Đấy, mọi người không thích thì có thể trừ trực tiếp tiền vào giá trị của sản phẩm. Một dây quang ly tông của Mỹ. Nếu mọi người có dây quang rồi có thể trừ tiền đi. Hoặc là mọi người có thể được tặng một dây Karane, một bộ dây AV Karane made in Japan tại Bảo Tín Audio. Những cái phần quà như thế này thì Bảo Tín đều chăm chút và tìm hiểu rất là kỹ ở trên thị trường để nhập cho mọi người. Và cái giá để cho mọi người có thể sẽ là giá gốc và không có tính lãi ở trong các cái sản phẩm đi kèm. Nên là hy vọng là mọi người sẽ trân trọng những cái sản phẩm đi kèm mà Bảo Tín gửi cho mọi người như thế này. Mọi người nếu không thích, mọi người có thể chiết khấu luôn trực tiếp vào sản phẩm nhé. Và đây là những cái giá trị thật chứ không hề có một chút gì gọi là khống giá lên đối với những cái sản phẩm này. Nhập bao nhiêu, báo bấy nhiêu và để cho mọi người giá gốc. Đấy, chưa tính phí vận chuyển đó mọi người. Đấy là về dây AV. Ngoài ra một cái dòng DAC nữa sẽ chiều lòng được khá là nhiều mọi người, thậm chí là rất nhiều. Đó là DAC Suka V1 Pro. Tại sao nó lại dễ dàng được tiếp cận tại thị trường Việt Nam và đặc biệt là với những cái khách hàng khó tính nhất? Bởi vì là đây là một dòng DAC có tích hợp mạch Bre. Một dòng DAC có tích hợp mạch Bre. Tuy nhiên là ngoài cái khả năng giải mã độ chi tiết của nó ra thì con này có thể là đem lại cho chúng ta một cái âm sạc, một cái màu sắc âm thanh giàu cảm xúc hơn, ngọt ngào, sâu lắng hơn, bởi vì nó sử dụng bóng Bre đèn 5654 của Mỹ. Sử dụng trực tiếp bóng đèn của Mỹ là Bre 5654 và những cái con chip khuếch đại Obam rất là tốt, và đặc biệt là nó có điều khiển từ xa, Bluetooth hỗ trợ công nghệ LDAC và nó có thể tăng giảm bass chép được. Chính vì vậy nên là âm thanh của dòng này sẽ dễ dàng phù hợp với tất cả các nhu cầu và dễ dàng phù hợp với những cái khách hàng mà có những cái khẩu vị nghe khác nhau, chẳng hạn như chúng ta muốn nghe bass sâu một chút, chúng ta muốn nghe chép cao một chút, hoặc là chúng ta muốn nghe trung âm rộng một chút thì chiếc này hoàn toàn đáp ứng được. Bởi vì nó sử dụng bóng Mỹ nên là giải trung âm rất là rộng, đặc biệt là những loại nhạc, thể loại nhạc bolero, trữ tình, nhạc vàng, hoặc là những dòng nhạc có tiết tấu chậm rãi thì nó sẽ đáp ứng cho chúng ta rất là nhiều. Và dòng DAC này thì em cũng có tặng kèm một dây quang hoặc tặng kèm dây AV. Ngoài ra thì những phụ kiện đi kèm như mua dây OTG mọi người sẽ được ưu đãi với giá gốc mà em nhập vào. Chúng ta sẽ có miễn phí vận chuyển này. Đấy. Và bảo hành sản phẩm, tất cả sản phẩm tại Bảo Tín đều được bảo hành 1 năm, tức là 12 tháng cho mọi người nhé. 4 tháng đầu tiên mọi người sẽ được đổi mới thiết bị nếu có bất kỳ trục trặc gì đến từ nhà sản xuất. Đấy, kể cả bóng em cũng bảo hành mà dây quang thì cũng vậy nhé. Đấy là những cái thiết bị mà em cung cấp cho mọi người thì mọi người đều sẽ được bảo hành tại Bảo Tín Audio. Và sản phẩm DAC Suka T1 Pro này thì tại Bảo Tín đang có giá là 3.250.000 đồng nhé. Em có tặng kèm một dây quang Mỹ và miễn phí ship. Đấy, thì đấy là những cái mặt hàng chạy nhất, bán tốt nhất tại Bảo Tín Audio để cho mọi người có thể trải nghiệm và tham khảo khi mà chúng ta có nhu cầu sử dụng, và đặc biệt là chúng ta sẽ chuẩn bị dần cho những cái nhu cầu nghe nhạc karaoke sắp đến khi mà có Tết Nguyên Đán sắp đến gần, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là trải nghiệm dần dần, tham khảo dần dần để tìm hiểu những cái mẫu này. Thì đây là những cái dòng mà gọi là có tiếng nhất ở trên thị trường DAC tầm trung. Thì trong tầm giá nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là khác biệt so với việc là chúng ta không dùng DAC hoặc là chúng ta dùng những cái bộ chuyển đổi quang thông thường. Đấy là toàn bộ những cái chia sẻ của em đối với mọi người. Thì nếu mọi người có băn khoăn thắc mắc gì về những cái mẫu DAC này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0826 110011, Bảo Tín có để ở trên góc màn hình, và Zalo của em cũng là số này luôn nhé mọi người. Mọi người có thể là liên hệ em để em có thể chia sẻ cho mọi người hoàn toàn miễn phí và chia sẻ cho mọi người một cách thoải mái nhất về DAC, về những cái sản phẩm như thế này. Hoặc là mọi người nếu muốn biết kỹ hơn thì có thể truy cập vào đường link website của Bảo Tín Audio, đó chính là baotinaudio.vn, để tham khảo nhiều thông tin chi tiết hơn, sâu hơn về những cái sản phẩm này để chúng ta có những cái trải nghiệm nó tốt nhất. Hoặc là mọi người nếu muốn đặt hàng tại các cái sàn thương mại điện tử để có các cái voucher giảm giá khác nhau thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua các cái link đặt hàng của các cái sàn như là Shopee, Lazada, Sendor hay là Tiki của Bảo Tín Audio, thì mọi người hoàn toàn có thể đặt ở đấy. Thì trên đấy thì tất cả những cái sản phẩm này em đều có up lên đấy, và chúng ta nếu có mã giảm giá thì mọi người có thể áp giá vào
thì chúng ta sẽ có những cái hậu mãi tốt. Ngoài ra thì những sản phẩm này mọi người sẽ được tặng kèm nhạc chất lượng cao miễn phí. Sẽ có hai hình thức để Bảo Tín gửi tặng mọi người những cái nhạc chất lượng cao. Đó là thứ nhất là gửi qua Zalo cho mọi người, thì mọi người sẽ đăng nhập Zalo vào máy tính, copy về hoặc là copy trực tiếp vào điện thoại và trải nghiệm qua Bluetooth hoặc dây OTG. Cái thứ hai là mọi người có thể là gửi trực tiếp USB. Gửi trực tiếp USB hoặc là ổ cứng đến cửa hàng của Bảo Tín Audio, đến studio của Bảo Tín Audio, để em sẽ copy hỗ trợ mọi người, các đội ngũ nhân viên kỹ thuật bên em sẽ copy nhạc chất lượng cao cho mọi người, sau đó gửi lại cho mọi người để chúng ta có thể trải nghiệm DAC một cách hiệu quả và hay nhất. Và những cái nhạc chất lượng cao đấy thì bên em sẽ miễn phí hoàn toàn cho mọi người. Đấy là cái ưu đãi riêng mà khách hàng của Bảo Tín sẽ được nhận được nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.